Xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em một vài cái mẫu dây tín hiệu phục vụ cho các bác và anh em nào muốn cải thiện cái chất âm trong cái dàn âm thanh của các bác và anh em. Trước tiên xin giới thiệu đến các bác và anh em một mẫu dây của Đức. Dòng dây này thì có cái đặc điểm là giúp các bác và anh em nào mà đang cái dàn âm thanh của các bác và anh em đang thiếu giải bát, tiếng bát nó chưa được chắc, chưa được ấm thì các bác và anh em có thể chơi cái dòng dây này. Đây là mẫu dây WBT này. Dây này được sản xuất tại Đức này các bác và anh em. Made in Germany này. Đấy. Trên dây thì có cái chiều mũi tên quy định hướng đi của cái dòng tín hiệu này. Các bác và anh em để ý khi chơi những cái dòng dây này này, các bác và anh em vui lòng cắm đúng cái chiều mũi tên cho em nhé. Chẳng hạn như cái sợi dây em đang cầm trên tay đây thì các bác và anh em vui lòng này, đối với cái đầu này, đấy, đầu của mũi tên này thì các bác đang chơi chẳng hạn như con DAC thì các bác cắm một con DAC cho em. Đấy, còn cái chiều ra của mũi tên này thì các bác vui lòng cắm xuống âm ly. Đấy, cắm xuống âm ly cho em. Vì những cái dòng dây nó có quy định rõ cái chiều đi của dòng tín hiệu, các bác và anh em cắm mà không đúng á, thì đôi khi nó không thể hiện được hết cái chất âm của cái dòng dây đấy. Đấy, nên các bác và anh em vui lòng để ý cho em một chút. Đấy. Chẳng hạn các bác và anh em cứ nghĩ đơn giản đây là đây, cái mũi tên ở đây thì đầu này chính là chiều vào của dòng tín hiệu và đầu mũi tên chỉ ra là chiều ra của dòng tín hiệu. Đấy, đơn giản vậy thôi các bác và anh em. Đấy, trên tay em đang cầm là một cặp dây hai đầu AV hay còn gọi là hai đầu bông sen. Dòng này là dòng rắc khóa carbon. Đấy, dòng này thì các bác lại lưu ý một chút là khi mà cắm thì nhớ nới lỏng nó ra. Đấy. Đấy, nhiều bác và anh em khi mua những cái cặp dây này về dây cao cấp nên rắc nó cũng là dòng rắc cao cấp. Các bác và anh em không có nới lỏng ra thì không cắm được. Lại bảo là sao dây cao cấp mà lại không cắm được thì xin vui lòng là các bác và anh em nới lỏng cái dàn này cho em. Sau đó chúng ta cắm vào. Cắm vào thì lại xoáy nó lại. Mục đích của nó thứ nhất, khi mà các bác và anh em nới lỏng ra và sau đó xoáy lại thì nó giúp cái tiếp xúc giữa cái rắc, đây là rắc đực này, và cái rắc cái của anh em đấy, nó khăng khít hơn, thêm vào đó là nó truyền tín hiệu ổn định hơn, đều hơn và nhanh hơn rất là nhiều nhé. Thêm một cái ưu điểm nữa là nó không bao giờ nó tuột cái rắc đực ra khỏi cái rắc cái đâu các bác và anh em đấy. Dòng dây WBT này thì như ngay cái ưu điểm từ ban đầu em giới thiệu đến các bác và anh em, đó là nó cho cái chất âm đầm ấm, tiếng bát của nó chắc hơn, ấm hơn, và các bác và anh em sẽ cảm nhận cái giải bát nó hay hơn rất là nhiều. Nếu các bác và anh em đang chơi các cái dàn âm thanh mà cái giải bát nó hơi yếu đấy, tiếng bát nó chưa được chắc, chưa được đầm, chưa được ấm thì các bác và anh em có thể chơi cái dòng dây này. Và với cái dòng dây WBT của Đức này thì em có 3 mẫu. Mẫu thứ nhất đó là mẫu dây hai đầu AV hay còn gọi là hai đầu bông sen như này cho các bác và anh em. Và một cặp dây WBT hai đầu AV như này, chiều dài 1 mét thì nó có mức giá là 650.000. Em sẽ bao ship về tận nhà cho các bác và anh em. Nếu anh em cần những cái cặp dây mà hai đầu AV như này. Đấy. Dây thì rất là mềm nhé. Dây cũng khá là bợ đấy nhưng mà rất là mềm các bác và anh em. Dây. Ngoài cái dòng rắc AV carbon như này thì bên em có cái dòng rắc AV cũng của hãng WBT phục vụ các bác và anh em. Bác nào anh em nào thích cái dòng rắc WBT, dây cũng WBT và rắc cũng WBT thì cũng cứ liên hệ với em. Em sẽ ship về tận nhà cho các bác và anh em các cái cặp dây như vậy. Đấy. Cả rắc carbon và rắc WBT thì mức giá đều như nhau cả, đều là 650.000 một cặp dây AV với cái chiều dài 1 mét như này cho các bác và anh em. Dây to nhưng là rất là mềm đấy các bác và anh em. Đấy. Dòng này là dòng thiên về giải bát, rất là phù hợp cho các bác và anh em thích cải thiện cái chất âm trong dàn âm thanh của mình, thích nhiều tiếng bát, thích bát chắc. Đấy. Thì có thể chơi cái dòng dây này. Đấy. Bên cạnh đó thì có cái mẫu dây là dây cũng vẫn là dây WBT, nhưng một đầu là đầu Canon cái hoặc Canon đực và đầu kia là đầu AV như này cho các bác và anh em. Và cái mẫu Canon cái ra AV hoặc Canon đực ra AV như này thì nó có mức giá là 730.000 một cặp cho các bác và anh em nhé. 730.000 một cặp dây, một đầu Canon này và một đầu AV như này cho các bác và anh em. Đầu cái hay đầu đực thì các bác cứ liên hệ với em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và anh em nhé. Còn bác nào và anh em nào thích các cái cặp dây WBT mà một đầu Canon cái và một đầu Canon đực thì cũng liên hệ với em sẽ gửi về tận nhà cho bác và anh em các cái cặp dây Canon cái, một đầu Canon cái, một đầu Canon đực, và giá của nó là 800.000 một cặp. Đấy, một cặp dây Canon, một đầu cái, một đầu đực cho các bác và anh em nhé. Bên cạnh đó thì giới thiệu đến các bác và anh em một mẫu dây khác, đó là mẫu dây của Anh, hãng Quark. Đây, em sẽ quay gần để các bác và anh em thấy cái mẫu dây này. Đây các bác và anh em, dây nó hơi bóng. Đấy, dòng này thì nó có tới 3 cái lớp áo chống nhiễu và cái vỏ phía ngoài của nó là
trong suốt nên nhìn nó hơi bóng một chút, nhìn nó hơi khó một chút các bác và anh em hãng quắc. Ưu điểm của dòng dây quắc này là chất âm sáng. Đấy, bác nào anh em nào thích cải thiện cái chất âm trong dàn âm thanh của mình, thích tiếng sáng, đấy, chi tiết đều cả ba giải nhưng mà tiếng sáng thì có thể chơi cái dòng dây quắc của anh này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó em cũng nói ngay từ lúc đầu đấy là ưu điểm của nó tiếng rất là sáng đấy. Bác nào anh em nào thích tiếng sáng thì có thể chơi cái dòng dây này. Chi tiết đều cả ba giải nhưng mà tiếng nó sáng nghe các bác và anh em. Đấy. Và trên tay em đang cầm là một cặp dây hai đầu AV của anh, có cái mức giá là 700.000 một cặp như này cho các bác và anh em. Chiều dài cũng là 1 mét. Đấy, đầu giác cũng là đầu giác khóa carbon các bác và anh em. Đấy. Còn bác nào anh em nào cần các cái cặp dây của anh nhưng mà một đầu là Canon và một đầu là AV thì em vẫn có để phục vụ cho các bác và anh em. Và một cặp một đầu Canon, một đầu AV như này nó có mức giá là 800.000. Đấy, 800.000 một cặp như này. Vào ship toàn quốc cho các bác và anh em. Còn bác nào và anh em nào thích cái dây mà hai đầu Canon, một đầu đực, một đầu cái thì em vẫn có nhé. Và một cặp Canon, một đầu đực, một đầu cái là có mức giá là 850.000. Bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhé. Đấy, dòng dây của anh Quốc, dây với 3 lớp áo chống nhiễu. Đấy, tiếng sáng. Đấy, phù hợp cho các bác và anh em chơi những cái dàn âm thanh cổ mà tiếng nó không còn được sáng. Đấy, muốn chơi đều chi tiết cả ba giải nhưng tiếng sáng thì anh em và các bác có thể lựa chọn cái dòng dây quắc của anh Quốc này. Đấy. Bên cạnh đó thì bên em vẫn đang cung cấp đến các bác và anh em cái dòng dây AV đồng trục Monster của Mỹ. Đấy. Dòng dây này là dòng dây có cái mức giá rất là tốt. Đấy, phù hợp với các dàn âm thanh tầm trung. Đấy. Rất nhiều các bác và anh em đang chơi cái mẫu dây này và rất là thích cái mẫu dây này. Dây đồng trục Monster của Mỹ này. Đấy. Dòng dây này thì có cái ưu điểm là chất âm của nó là chi tiết đều cả ba giải với cái đầu jack AV rất là nhỏ gọn như này. Rất là phù hợp cho các bác và anh em chơi những cái dàn âm thanh cổ mà cái đầu AV cái của các bác và anh em nó xít nhau. Đôi khi cắm các cái jack to nó không vừa thì với những cái dòng jack nhỏ như này rất là phù hợp. Đấy. Chất âm của dòng này là chi tiết đều cả ba giải. Đấy. Thêm một ưu điểm nữa là cái dòng dây này có cái mức giá rất là tốt, chỉ có 230.000 một cặp dây Monster AV như này cho các bác và anh em. 230.000 bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhé. Bác nào anh em nào thích mẫu dây nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại để trên màn hình, các bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp, em sẽ ship code về tận nhà cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em, hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.